Chào mọi người đến với chương trình dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở xuống. Đây là Minh An từ Children Discovery Museum. Các con ơi, các con biết Chủ nhật này là ngày gì không? Ngày của một người mà rất là thương các con, thương nhất các con trên cuộc đời này. Đó là ngày mẹ, đúng rồi, Mother's Day. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một vài tấm thiệp đẹp để tặng mẹ nha. Quý vị biết không, khi mà khả năng ngôn ngữ chưa được phát triển hoàn thiện thì hội họa là một phương tiện để diễn đạt một cách có hiệu quả và thú vị nhất. Việc học vẽ sẽ kích thích não tiếp thu những cái thông tin qua hình ảnh một cách nhanh chóng, giúp bé sẽ tăng trưởng cái khả năng quan sát và cũng như là phát triển cái tính nhạy bén trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta vẽ nhưng mà chúng ta không dùng cọ. Thay vì vậy, vào đó chúng ta sẽ dùng những cái vật liệu mà chúng ta tìm thấy trong nhà, chẳng hạn như là tăm bông. Tăm bông thì mình có thể dùng tăm bông từng cái để vẽ cũng được, hay là mình gắn lại thành một bó như thế này và dùng đầu này để vẽ tăm bông. Hoặc là mình có thể dùng cần tây cắt ngang ra như thế này. Hay là mình có thể dùng cái nĩa vẽ ra cũng rất đẹp. Hoặc là mình có thể ra vườn hái lá hoặc lại hái hoa, mình cũng thể dùng để vẽ hoặc là vẽ bằng tay. Bây giờ cô sẽ thử vẽ. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quên màu nước. Quý vị nếu mà không có màu nước thì quý vị có thể dùng màu thực phẩm cũng được. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quên giấy. Giấy thì quý vị có thể dùng giấy trắng hoặc là đi lên trên mạng mình in ra những cái hình như là cái cây mà không lá như thế này để lát hồi các em có thể vẽ lên trên đó cũng rất là đẹp. Bây giờ cô sẽ thử với cái tăm bông nha. Bây giờ cô sẽ thử tăm bông cô vẽ lên trên cái cây này. Đây là dĩa màu nước. Cô sẽ dùng tăm bông chậm lên. Mình sẽ chậm lên trên này. Đây, thành quả của chúng ta đây, giống như là mỗi cây vào thu đúng không? Có màu đỏ nè, màu vàng, màu cam, màu xanh. Bây giờ chúng ta hãy thử dùng cái cần tây để vẽ như thế nào nha. Nó ra cái hình gì đối các con? Đây, cô sẽ dùng màu này để vẽ, cần tây để vẽ. Màu này gọi là màu gì? Màu hồng, đúng rồi. Giờ cô dùng cần tây, cô màu nước trên đây. Đây. Bây giờ mình sẽ dùng cần tây mình vẽ lên trên này. Đó. Đẹp không? Con thấy nó giống màu gì? Nó giống cái gì đây? Giống cánh hoa gì đây? Đấy, giống cánh hoa gì? Giống cánh hoa hồng đúng không? Bây giờ có hoa thì mình phải vẽ thêm cành và lá đúng không nào? Giờ cành và lá là màu gì? Màu xanh. Bây giờ cô sẽ dùng tay cô vẽ cành và lá nha. Đấy. Mình để cành trước. Lá thì mình có thể dùng tay để vẽ lá cũng được. Hay là con lấy cái lá này
Xong rồi một là con có thể lấy lá mình in lên trên này. Thế mình lấy sơn ha. Xong rồi mình in lên trên này. Hơi in trên này. Vài cành hồng tặng mẹ vào nhân ngày lễ mẹ ha. Khi mà quý vị dạy cho các em vẽ thì hãy để các em tự do diễn đạt những ý tưởng của mình, vì hội họa là một nghệ thuật sáng tạo, mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau. Hãy cung cấp cho các em vật liệu và hãy để cho các em tự khám phá và trải nghiệm. Bây giờ các con cô thử thử cô xài cái nĩa này nha, để cô làm ra cái gì. Cái nĩa này cô sẽ dùng trên tờ giấy trắng này. Qua việc học hội họa, quý vị cũng có thể dạy các em về ngôn ngữ, chẳng hạn như màu này màu gì đây, màu đỏ, hơi cam cam, đỏ cam đúng không? Bây giờ cô làm thử nha. Đẹp không? Làm nữa. Con thấy không? Giờ cô thử màu khác. Tớ có con màu gì đây? Màu vàng, đúng rồi. Đấy. Mình sẽ vẽ một bó hoa. Con thấy hoa giống hoa gì không? Hoa Úc Kim Hương hay còn gọi là tulip. Hôm nay ngày lễ mẹ mình sẽ vẽ một bó hoa tulip tặng mẹ nha. Đây. Màu này màu gì đây? Màu xanh. Bây giờ mình dùng tay mình vẽ những cành tulip xuống nha. Mình có thể vẽ lá. Dài chùm bông tulip. Khi mà các em vẽ thì quý vị hãy chú trọng vào trong cái quá trình vẽ hơn là các thành phẩm được tạo ra. Bây giờ mình sẽ làm vẽ bằng tay thử như thế nào nha. Bây giờ cô sẽ dùng vẽ trên cái cây này. Cô sẽ dùng màu này để cô vẽ ra thử cái gì. Các con xem ra cái gì nha. Mình sẽ dùng tay vẽ như thế này. Đẹp không? Hy vọng rằng quý vị và các em qua những cái gợi ý mà An vừa giới thiệu ở trên đây sẽ tạo ra được một cái thiệp cho ngày lễ mẹ rất là đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và mọi người vào thứ sáu tuần sau, cũng là lúc 2:30 chiều. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Bye.
Thank you for watching our virtual Purple Museums broadcast. If you're enjoying this content, please consider making a donation to support our efforts. Our broadcasts are every Monday, Wednesday, and Friday. Stay in the loop by joining our email list by visiting www.cdm.org. Sign up today.